Chào các bạn. Hiện tại tụi mình có hai cái con xe vô bị hơn bạn. Đây một con xe và bên kia có con xe bự hơn nữa. Và hôm nay tụi mình quyết định là sẽ làm một clip là cắm trại theo phong cách là 1 sao, 10 sao trên Mobi Home các bạn. Mobi Home là dạng như là một cái căn nhà mà di động các bạn. Và clip hôm nay sẽ là cắm trại và tụi mình quyết định là chọn cái vòng quay này các bạn để chọn số sao. Ai vào số 1 thì xe nhỏ thì sẽ được 300k để mua đồ ăn, nước uống để dành cắm trại ngủ qua đêm. Còn ai vào số 10 sẽ có 30 triệu để mua đồ ăn, nước uống các kiểu để cắm trại trên chiếc Mobi Home bự và ngủ qua đêm. Tụi mình sẽ có một cái chuyến phượt đến một cái dòng suối nào đó và trải nghiệm ngủ qua đêm ở đó nha các bạn. Và tụi mình có like top nữa, top đâu rồi ta? Bao nhiêu lượt xem rồi? 8k3. 8k3, mọi người chia sẻ mạnh tay, cố lên 10k mọi người ơi. 9k. Bạn nào mà muốn xem trước những cái nội dung mà tụi mình like team hay tên top, các bạn có nhắn vào link phần mô tả video, trong đó có cái link top của mình các bạn. Cứ lâu lâu những cái quả bốc khăm rồi vòng quay cái kiểu thì mình sẽ like team với tên top các bạn để cho nó minh bạch. Ok chưa? Mấy ca Tú? 10k2 là quá đẹp tiêu chuẩn rồi. Ok bây giờ quay cho mọi người. Anh quay trước ha. Thôi ông Hương lâu rồi chưa quay nè. Có nhiều người hỏi anh Hương sao hôm nay nó không đi quay vậy. Nó là em mình chứ không phải lính mình. Lính mình là mấy này với lính mình nè. Nó em mình nó mắc nè. Sớm ơi nó phải chở vợ nó đi đẻ nè. Vậy. Tối thì chở má đi tập game. Còn buổi chiều phải chở ba đi tập tạ nữa. Bận tông tông dịch việc. Hiếu anh. Buổi khuya là em tập game nữa. Em có tập game nữa hả? Đúng rồi. Vậy quay vô bọc sao rồi tập game. Thôi khoe kỳ nó khoe nó sáng chói luôn á. Xạo đâu sáng chói lên đâu. Đó chói luôn kìa. Đó. Rồi quay đi. Anh cho hơn cơ hội quay mở màn. Okay. Nắm đây nè. Quay. Thôi được rồi, xin cái 10 sao nha mọi người. Đừng mà. Ê! 10 sao xe kia kìa. Ok. Ăn nhỏ ăn chơi em. Gì? Anh mà nói em nhỏ là anh sai rồi. Em vô nhỏ em gánh mọi người, coi chú công anh quay xuống 10 hay đứa em hỏi quay gì sao? Hãy chờ. Ê! Một từ tên nè, chia hẳn xuống nè. Số 1 nha. Số 1 rồi. Oh my god. Đúng rồi đây nè, số 1. Vậy là bây giờ chúng ta còn một vé 1 sao và một vé 10 sao. Em có muốn chơi không hay là anh chơi? Em á, nhường cho anh đó. Tức là anh mà vào 10 là em vào 1 á, là em hỏi quay. Dạ đúng rồi. Còn nếu anh vào 1 em vào 10 hỏi quay. Chính xác. Mà chứ quay thiệt mạnh luôn nha. Anh quay hết ghế đi. Anh đúng là thường của em quá anh ơi, em thường anh quá. Từ lương. À đúng rồi. Ok, thì dù có gì chơi đó các bạn, chú ý mình cố gắng làm cái clip nó hay nhất thôi. Chứ vào mấy sao cũng vậy các bạn ơi. Nhưng mà mình thích 10 sao. Đúng rồi, em nhường anh lên luôn. À, được rồi anh, để em nhường nha. Lên luôn nha. Ok, nói chung tụi mình đã có được số sao của từng người. Bây giờ sẽ đi vào siêu thị rồi các kiểu mua đồ và có một chuyến đi phượt đến suối và trải nghiệm cắm trại nha. Bạn nào thích cái series cắm trại tụi mình các bạn nhấn like mạnh tay, càng nhiều lượt like tụi mình cố gắng làm nhiều video cắm trại hơn. Ok. Vô xe, để review xe 10 sao trước ha, mình chấm coi. Đừng quên tạm biệt các bạn like team đó nha. Tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Ok, trải nghiệm con xe Mobi Home của mấy thằng 10 sao các bạn. Mình 1 sao nhưng mình vẫn muốn review sơ cái. Wow. Ủa, cái bị nó tự chui ra kìa. Đi động luôn. Camera man vô đi. Mình bùng chiếu gói về một căn nhà luôn các bạn. Có bếp nè, có bệ rửa tay, có ổ điện. Bên đây có máy lạnh nữa nè mấy bạn. Máy lạnh ở đó, máy điều hòa đồ. Nhà vệ sinh, nhà tắm luôn. Oh my god. Đã chứ à. Ừ, ganh tị mấy bạn ơi, nhưng mà thôi, ganh tị làm gì. Đuổi hào thôi tiêu nha mọi người. Ai nữa, thương em đi anh. Đây, mình trải nghiệm con xe Mobi Home 1 sao. Nhìn nó sang trọng kìa anh. Ừ, cửa lùa mấy bạn. Lùa là phải kéo cực mạnh lên chút nha. Trời ơi. Nội hắt kìa. Thánh thần thiên địa ơi. Cái gì vậy? Xe này xe đi lưu động vô chữa hay gì á? Có xe lưu động hả? Rồi gì có bồn rồi. Cứ cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Đẻ chú xanh. Từ lương nghe kiếp mới được mà. Xe chưa... mà chở chú xanh. Thôi là chưa có tấm chiếu anh à. Anh xí bên đây à, em bên kia đây. Anh gói đỏ, áo đỏ lôi gói đỏ nè. Còn mình áo khoác xanh. Gói tím. Ôi, cái đất của em đi. Thôi trời, có đỡ không anh? Gió tự nhiên, điều hòa tự nhiên nha. Còn ủa? Cái này đạn hả? Em ấy có điều hòa xe kìa anh.
không nãy anh tài xế nói là xe này hư điều hòa em. Ủa, sao mà? Chứ cái lỗ rồi các kiểu luôn á. Mình xài đời điều hòa thiên nhiên như vậy nó mới thân thiện với môi trường. Ơi nằm cũng có. Ok bây giờ di chuyển đi thôi bác tài ơi. Một thằng kêu đâu anh đi heo nha. Này đi heo, đi heo. Đi heo. Leo lên xe rồi em. Đi. Em đi mùi sao nha, bye bye anh nha. Trời ơi, cảm giác nó chân thật ghê các bạn ơi. Wow, chiêu kìa. Còn caraman nữa nè. Hello. Woohoo. Bye bye, vô tù. Coi chồng sắt. Anh không tưởng tượng em cũng không nghĩ ra luôn. Có bé sông sắt nè. Hello. Hello. Bây giờ thì mình nha. Yeah. Thường đã có mặt trên chiếc xe 10 sao nha các bạn. Thì đầu tiên bước lên xe á thì sẽ có một cái chỗ để mà mình nằm xuống nè các bạn. Đó, chỗ này là dành cho người thứ ba nha, như mình là dành cho cameraman ở đây các bạn. Okay. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy nguyên một dàn công tắc xịn sò nha anh em. Đây nè, đó. Wow, sáng đèn luôn. Bật lên một phát là VIP ngay các bạn. Rồi, dưới đây thì còn có thêm một cái tủ lạnh nữa nha các bạn, để cho mình có thể để nước ngọt, đồ ăn lạnh rồi cái kiểu trong đây á, khá là VIP nha, có đèn đèn hoàng. Còn bên đây thì để mình gỡ ra cho các bạn xem nha. Trời ơi. Trên xe mà có cái máy giặt anh Hương ơi. Đã dữ trời. Quái chứ cái này mình em mình mà có tắm xong bỏ vô giặt luôn đúng bài luôn. Lần đầu mình thấy trên xe có máy giặt luôn á bạn. Quái chứ. Đúng là sang chảnh 10 sao các bạn. Tiếp theo thì xin mời các bạn bước vô toilet của hai anh em mình ngày hôm nay nha các bạn. Đó, ở trên đây thì mình sẽ có một cái quạt trời nè. Ai bấm nút cái. Đó. Hút gió. Đây là cái móc treo nha. Và một cái kính để soi gương nha các bạn. Rồi dưới đây là một cái bồn ẻ nha mọi người. Đó, mình vô mình ẻ cái mình gạt cái này cái nè. Rồi đó, gạt một cái là cho nó sạch xong bấm nút một cái là xả nước nha anh em. Đó, xả nước xuống. Đó im á. Còn bên đây là một cái gương và đây là một cái bồn rửa tay. Quay qua xả nước, rửa tay phát đóng lại. Đó, rất là gọn gàng. Còn đây là một cái vòi sen để tắm nha bạn. Ở đây cũng có một cái vòi sen để cầm tay nữa. Đây là công tắc của vòi sen. Còn chúng ta mà muốn rửa tay các bạn thì ở dưới đây nha mọi người, có thêm một cái vòi nước nữa. Đây chắc là mở. Ôi ây da, mở lộn nó dằn nước này các bạn ơi. Rồi tiếp theo là phía trên đây mình có một cái tủ nha, bấm nút một phát nè. Đó, bấm nút cái là nó gỡ ra. Mình sẽ để ba lô trong này nha bạn. Đậy lại thì nhớ bấm nút cái đem hồi nó rớt xuống là văng vô đầu mình luôn. Rồi em thấy ai vô nhà vệ sinh chơi. Bây giờ mình sẽ review tiếp theo nha các bạn. Đây, nói chung trong kia có bồn rửa mặt đúng không? Thì ở đây có một cái bồn rửa tay. Wow, này hình như dặn lên đúng không? Nước ra nè mấy bạn. Và ngoài ra thì ở đây còn có, trời ơi, cái này là bếp từ mấy bạn. Tức là bỏ cái nồi lên, cái bấm bếp từ chỉnh độ cái kiểu. Có đồ liền luôn. Nấu mì gói ăn liền. Rồi ok, vào cái nội thất của chúng ta thì đây, ở đây thì nó có một cái cửa sổ các bạn, cửa sổ toàn cảnh. Nói chung nếu mà khi mà nắng quá có thể kéo để đóng lại đó, khá là riêng tư luôn nha. Nói chung cái trong nội thất này thì nó có cái máy lạnh nha các bạn. Đây máy lạnh mà nó có cái nút chỉnh trên đây nè, mình sẽ bật lên nha. Đó, tiết một cái chỉnh độ lên. Bây giờ đang là 25 độ, mình chỉnh 24 này. Ok, 24 độ C, khá là mát mẻ luôn. Ngoài ra nội thất lại còn có tivi đó nha. Vô đây cameraman, hai anh em mình nằm ở đây chiêu mà còn được coi tivi đó nha, lên nguồn nè. Đó, cái gì YouTube gì đồ cái gì cũng có hết, quá đã luôn. Rồi vô đây hầu sữa đâu anh, chỗ em đâu, vô đó nằm yêu quá vậy. Ôi ơi, tưng tưng luôn kìa. Hình như nghe nó hơi lạnh lạnh đó mấy bạn. Hình như mấy lạnh nó lạnh lắm á. Không biết bên một sao như thế nào nữa. Em mình nghĩ là cũng lạnh á anh, nhưng mà tốt mồ hôi hộp luôn. Lạnh tốt mồ hôi hộp mấy bạn. Nói chung như chị hay bé tài ơi. Okay. Rồi thì mình ngủ nha mấy bạn. Quá là chill luôn. Rồi cảm giác mà như mình đang đi xe phương trang á mà giường nằm á. Mẹ yes, ơi sir. Xấu sàn nó giật giật như vậy nó chill mấy bạn, mỗi thằng vô xuống. Nhưng mà anh thấy bệnh có cái bồ đúng không anh? Đừng nói bồ, anh đây là một cái toilet di động. Anh có thể di chuyển bất kỳ lúc nào nếu anh cảm thấy muốn buồn nôn. Vâng.
Anh nghĩ là có thể chút nữa mình sẽ sử dụng cái toilet di động này rồi. Các bạn biết tại sao có mấy sọc sắt này không? Thấy an toàn không mọi người, không có nhảy ra ngoài được. Rất là ok nha, rất là nhân văn luôn. Đúng chắc là tội phạm luôn. Mà đặc biệt là không có máy lạnh nha. Chúng ta sẽ sử dụng gió thiên nhiên. Anh nghe nó cứ xe xe sao em ơi. Nó cứ từng 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 à. Nó muốn xe xe. Biết là mình cứ trụ đổi tới là ngầu hôm nay. Hiện tại là xe chạy đựng tiếng máy rồi các bạn. Và đang nghĩ là một cái gừng cao su hay cây gì nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi hít thở không khí xíu nha. Cái này là ở bên một sao chắc không có đâu các bạn. Đây. Đó. Đây là cửa sổ trời nha các bạn. Wow. Ở mát kìa các bạn. Nguyên một cái gừng luôn. Đây. Không biết đi tới đâu rồi nữa. Và tình hình là điện thoại của mình còn có 30+% pin nữa các bạn. Và ở đây đúng là xe 10 sao có hát, có ổ cắp điện đó các bạn. Hào sổ, xin cái dây cắp củ sạc coi. Ok anh trai, có liền. Wow. Đây. Thank you. Wow, cắm vô, bạc. Sau đó là kết nối, để coi có lên không nha. Đó, lên nguồn luôn nha các bạn. Quá đã luôn. Bây giờ mình sẽ nằm đây ngủ. Ngủ tới nơi là 100% pin luôn nha. Tạm biệt, đi tiếp thôi bác Tài ơi. Bây giờ tụi mình sẽ kêu bác Tài ghé ngay cái chợ để tụi mình mua đồ. Cái chợ nó rẻ bạn, tại 300k mà vô siêu thị mua sẽ là khá là mắc. Đồ mà chợ sẽ rẻ hơn nha. 5 minutes later. Ok, tụi mình tới chợ nha bạn. Bây giờ mình sẽ vào chợ mua đồ ăn cắm trại. Bịch nhỏ này là 10.000, vậy có thêm con 30.000 heo quay nữa đi. Có hàng à? À 30 chắc có con bạc hả? Không đâu, làm gì một bạc. 30.000 có 100g. Có 100g. 100g nhiều lắm á anh. Ờ, để cô căng thử coi 100g. Mấy cục à? Câu nhiều. Dạ, tụi con tưởng tượng cho nhiều á cô. Đâu, để cô căng thử 100g coi. Cái gì mình lên 200. Fan đó nha. À, dạ. Cô cũng fan nữa. Dạ. Mà hết nhiều á cô. Không có bỏ tập nào hết á. À, cảm ơn cô, không bỏ tập nào luôn. Oh my god. 309. 50k. Mình còn 250. Có đồ tét miệng liền nha mọi người. 10.000 chôm chôm. Cầm luôn ăn ơi. Cái này nhiêu cô? Bánh nó ngon lắm nè. Dạ, nhưng mà bao nhiêu cô? 20. 20 à? Còn hai cái bánh nấu là một cỡ bao nhiêu cô? Bánh 10.000 cái thôi. 20 luôn. Dứt hai cái nấu đi. Dạ, em thấy bánh nấu ngon hơn anh. Ừ. Rồi 20.000 bánh ú nữa bạn. Là có một buổi sáng rồi. Ờ, là bây giờ mình mua buổi tối rồi xong rồi. 43.000 chục. Ờ, giờ lấy con chục. Ôi trời ơi, chục. Chục 43.000. Ăn ngán lắm anh. 43.000 anh, em mua hàng có 5 trứng à. À, đâu có nhiều lắm đâu em. Dạ. Lạp lẩu vịt lộn nha bạn. Là chục là 43.000. Mình cũng lần đầu tiên cảm nhận được cái lẩu hộp vịt lộn rồi đó. Ở soi cái đèn vô để lựa trứng con nhỏ nha bạn. 43.000 hộp vịt lộn được tặng rau răm mấy bạn. Ngon rồi. Rồi tiếp theo là 10.000 mồng tơi với hành nha bạn. Rồi dầu ăn. Nước mắm. Với hạt nêm 50 luôn nha các bạn. Sắp có lẩu hộp vịt lộn chiều nay mình ăn rồi. Rồi ba củ hành 2.000 đây nha các bạn. Rồi chai nước suối 4 gói mì với 2 lon coca 66.000 nha các bạn. 49.000 có cái bánh trung thu là 49.000 không ta? Không rồi. Tại 58.000 mà. Bánh thu rẻ nhất là 58.000 rồi. Rồi sau ăn lẩu phát hiện ra là không có đũa không ăn được các bạn. Bịch đũa 25.000. Là còn 22. Hay là mua thêm chén với lại muỗng nữa mà. Lỡ mua luôn đi anh. Còn có chén không cô? Còn có 22.000 à, cho con chén với muỗng gì đó. Rồi hai cái chén, hai muỗng 3.000 nữa. Yeah. 4.000 bạn quyết định mua vé số nha. Lấy con hai tờ vé số đi cô. À, một tờ 17 với một tờ 19 đi. Được con 21.000 luôn, bo cô luôn. Ai tại số nha. Chiều nay 4:30 rồi trúng số một cái là mình mua luôn cái con Mobi hơn mấy 10 sao luôn nha. Em nghe là em uy tín, thấy uy tín à. Đúng không? Hợp lý không? Dạ hợp lý. Một tờ là 2 tỷ là mua chiếc nó dư sức rồi bạn, chiếc nó chừng tỷ mấy à. Bạn nhìn cái xe đóng cửa là phải như vậy nè, camera ban quay cảnh đóng cửa nè. Đóng như vậy đó. What the hell? Thôi lên đi con. Bây giờ tụi mình sẽ ăn trưa nha các bạn. Nói chung là đi dạo ngoại, đi cắm trại là phải ăn cái gì đó mà nó nhanh gọn lẹ. Và Việt Nam cũng mới ra một cái loại lẩu từ xôi á các bạn. Xé cái lớp này đi nè. Đó, xé cái lớp này đi.
Rồi gói nguyên liệu cái kiểu 2, 3 gói nguyên liệu nè. Này mì, 2 gói nguyên liệu và 1 gói mì. Bây giờ thì mình xé tất cả nguyên liệu bỏ vào. Nè em bỏ vô đây đúng không? Nè, bỏ này ra nè, trước tiên bỏ cái mì ra đi. Rồi dặn nước của cái này ra nè. Được không? Có nước luôn. Wow, rồi thổi nó lên kìa. Rồi bây giờ thì ném cái hộp này vô. Trong khi cái nước nó sôi thì bây giờ thêm miếng nước vô nha. Rồi đẩy lại theo. Ok anh. Rồi sau 10 phút nằm ôm nhau cái kiểu thì bây giờ tụi mình sẽ ăn trưa nha các bạn. Lỗ tự soi, không cần phải làm gì nhiều, 16 mà. Rồi khói nó lên kìa. Rồi bây giờ thì mình xin phép được thưởng thức nha các bạn. Đầu tiên sẽ là một cục đậu hũ. Đậu hũ thì giống như đậu hũ các bạn. Bây giờ thì sẽ review nước nha. Trời ơi, nó lạt lạt mà nó ngọt ngọt thơm mùi cua nha các bạn. Rất là ngon luôn, nói chung là tuyệt vời. Trong khi nó review, anh ăn cái kiểu mà nhận ra đây là lỗ bắp bò riêu cua nha các bạn. Tại cái bản có ghi vậy á. Ok, nói chung là ăn cái này nó đã ở chỗ là đang ăn á. Rồi xe cứ chạy cảnh mặt xung quanh cái kiểu vừa ăn vừa ngắm cảnh luôn. Quá tuyệt luôn. Sợ bay cái nồi lẩu nè anh, mỗi khúc cua á. Còn bên kia không biết giờ ăn trưa như thế nào ấy mà. Chắc là rất là khổ đây, đang cầm tô cơm ăn cũng nhăn cái tô cơm vô mặt. Khổ hằng. Rồi hơn 12 giờ trưa các bạn. Nãy giờ đi xe này nó cứ lăn lăn, nó cứ muốn say xe các bạn. Nên ngủ quá ta ngủ luôn, ngủ phát gần 1 giờ luôn rồi. Chỉ có ngủ mới đó giúp cho mình là không bị say xe các bạn. Nãy quên cũng muốn say xe. Dạ. Mua vé số. Đó, đầu tư 21 ngàn mua vé số. Ok. Thưởng thức các bạn ơi. Đây là bánh hỏi nha mọi người. Nè. Có tới một tím. Có tới một tím. Rồi màu xanh lên chưa chừng là cỏ em. Hả? Rồi em tới mặc áo màu xanh luôn á. Một tím là lá nếp nè. Đây là. Ồ, chúng ta cùng phải điều hành đây nè. Vô. Nó vừa lát lát các bạn, vừa nhức đầu. Vừa ăn cái này khá là ngon nữa. Cảm giác như sạch nữa. Không liên quan hả? Tại vì mình thiếu nước mắm ngọt. À, hàng gì cái đó thì chẳng sao. Lên cái chạc. Được. Được, đâu, anh không có cần đi vệ sinh di động em. Mắc cổ á, ok. Em biết anh sử dụng ẩm cái tưởng ngọt thôi. Nó hồn quá, mắc cổ quá. Em cầm giùm luôn nè. Nhẹ nhàng tình cảm thôi nè. Cho em nữa. Ba, trời. Vô. Không say không về. Xỉn luôn. Quá đã. Nói chung là rượu cá và thịt cá nữa. Nhưng mà hiếu. Hiếu gì em? Hiếu mỹ nữ. Có anh tài tới được. Wow. Quá đã luôn. Và bây giờ thì mình với anh Hương sau khi ăn ngủ trên xe thì cũng đã tới được suối La Ngâu ở Bình Thuận nha bạn. Đây, nguyên một con suối dài luôn. Ở trên phía trên kia thì nó có núi đúng không bạn? Phong cảnh quá tuyệt vời luôn đúng không anh Hương? Đúng rồi. Mà sao lâu quá em chưa thấy bên một sao tới ta? Tại vì nó là xe một sao em, chạy quá chậm. Đúng rồi, đúng là 10 sao có khác đúng không anh? Rồi bây giờ là tụi mình đi vòng vòng thăm thính cái suối này trước nha các bạn. Trong thời gian chờ xe một sao tới thì hai anh em mình thấy con suối này quá chìm luôn bạn. Nên là bây giờ hai anh em mình sẽ lấy thuyền súp ra để bơm lên trải nghiệm suối thử nha. Yes. Đây. Ủa gì á? Ủa mọi người đang chơi cái trò gì đó các bạn? Cái trò gì lạ vậy? Cái này không chắc hay là chơi đâu. Mình nghĩ cái này không hay là chơi á các bạn. Cái đó chắc là cái bao gạo hay cái bao gì á. Mọi người di chuyển gì cho nó nhanh á. Mình nghĩ vậy.
What the hell? Nãy giờ mới tới luôn hả? Ai ai mở cửa giùm coi, mở cửa giùm coi. Xe anh mở từ phía sau, mấy anh ở ngoài mở mới được. À dạ. Ờ đúng rồi. Cảm ơn em nha. Trời ơi, em nè, cho 50 trực tiếp nè. Cảm ơn nha. Chờ nãy giờ mười mấy tiếng rồi. What? Cửa tự động nha. Mặt tối quá. Ủa mấy đứa ghê không ra hả? Anh khỏi ám ảnh kinh hoàng khi đi xe một sao. Mày tự nhiên nó thích nắng hay sao? Tắm nắng hả? Dạ anh Hương sao nắng quá vậy? Ở đây có cái tóc tàn mà không có biết xài. Quên lên đây cameraman. Gì cái tóc tàn cũng kỳ view nè. Nhắn nút đi. Nhắn nút ra đúng không? Đó nó lòi ra. Bé tài xế mới chỉ chứ đâu biết đâu. Hình như nó ra hơi chậm á, cái này mà nó ra xong là Hảo đang như trong phi luôn rồi. Ờ hay là Hương với Hảo qua xe kia để anh lên đây nghiệp yêu cho. Được á, thôi kệ, đổi vị trí nhau ăn bữa đi. Thôi nó bơ thì mình cũng có đồ chơi á, anh thấy lên đây có đồ chơi nè. Ôi kìa bé kìa. Ờ cảm giác mạnh kìa. Cái này mà nè. Đây nè, mình thấy là có cái lốp xe nè. Nè. Nè cái lốp xe nè, cầm lốp xe ra bơ bạn ơi, hai cái luôn. Ủa sao lốp này cùi quá hả? Lốp này sao lủng lỗ hả? Ở cái cửa tự động luôn kìa. Cửa. Ồ. Một sao có khác. Biểu diễn kỹ năng cho mấy đứa nó coi rồi, nó làm lâu quá. Dứt. Thấy chưa? Lốp xe bên anh là bơm tự động luôn, đâu cần mấy đứa bơm làm cái gì đâu. Ghê hả? Ừ, máy bơm. Máy chạy bằng cơm hả? Đúng rồi. Không được quan tâm tới cái máy này, quan tâm tới cái này thôi, này tự động nè. Chạy bằng cơm. Kéo lên ăn. Tại lúc qua hả trôi rồi. Cái máy 10 sao bên đây gì kỳ quá ta, sao chậm quá vậy? Lên mà bơm. Từ nay mình bỏ đi tập tạ nha mọi người. Mình ăn cái này là đủ như năng tạ rồi đó. Quê vãi. Ok, bây giờ tụi mình sẽ trải nghiệm chơi suối nha các bạn. Rồi, chơi thôi. Suối này thì không phải nha. Suối này chơi cái là mình xuống dưới kia, mình lụm mình dưới kia á. Bên kia có suối hiền hòa hơn. Ủa, đâu ra phao đã chưa anh? À, em mới farm được anh. Ừ. Em farm từ cây xanh. Kìa. What the hell? Thì ra có cả áo phao miễn phí nữa bạn. Trời. Mày ơi. Sao có áo nít sao mà? Ủa, hai áo nít với hai áo người lớn rồi anh mặc áo gách vậy hả? Dạ vâng, anh farm chậm mà. Farm chậm thì phải chấp nhận sự thật đó bạn. Em đi gần em farm hết. Rồi. Đó. Ok đi thôi mọi người. Let's go. Mấy kia đây nè đây. Bây giờ team 10 sao tụi mình hãy hành nha các bạn. Bye bye team 1 sao. Hưởng lộ bình an. Hai lộ bình yên nha. Thôi chút. Quyền nghe quá vậy. Trời ơi, nó đã kìa, kìa tại chỗ luôn nha các bạn. Trời ơi, tụi mình đi tại chỗ luôn nha các bạn. Ôi kìa nó đi luôn kìa. Ghê quá. Thầy con vòng lên đó, đúng rồi, vòng lên đó. Đó, chèo ơi. Rồi, để mọi người. Bên kia kìa, bên kia mọi người, đây nhiễu kìa. Chạy lên đó luôn, đúng rồi, chạy lên đó luôn. Chạy lên đó luôn. Trời ơi, giỡn với anh em hả? Ghê hả? Gì hả? Gì vậy? Đợi mày, đợi mày. Đánh nhiều lên, đánh bên kia nhiều lên, kia vô bờ, đúng rồi, đánh vậy không? Vô lên nè. Mấy đứa gà quá, đưa anh mượn cây chèo cái hơn. Trời. Mấy đứa đấy là phải một sao mới đúng, cái này phải để cho anh biểu diễn. Anh Lâm xin ra để 10 sao. À để anh làm đồng tàu. Em phía sau nha. Nhìn thấy anh cái nha. Nhìn cho tôi nha. Rồi. Xin chào sao không biết. Rồi, em không vậy nè. Rồi, ok nha, mình đá nha, đá cặp nha. Rồi nha. Rồi. Chèo đều nè, anh chèo sao chèo vậy nè. Ok. Trái. Trái. Phải. Wow. Trái. Phải. Bị cuốn vào vòng xoáy rồi, bây giờ đang tìm đường vượt rồi. Rồi đi luôn à. Uống cái gì có vô đây rồi đâu. Uống. Diễn biến thay đổi nha. Từ nay anh Hương vào một sao. Đây. Một sao. Phê lắm mọi người ơi, nó thả trôi phê lắm. Nên mà gắt tiếng là không có ai quay hết, nên chắc là mình phải tuyển thêm một hoa tiêu rồi.
để dành cầm máy quay quay cho mọi người xem. À, anh đề xuất qua tivi ăn. À, thôi được rồi, tập này anh thương một sao nha. Hình như có kịch bản nó sai đó nha mọi người. Chúng tôi cần qua tiêu 360, cần qua tiêu 360, sao dây 360 đâu rồi ta? Đúng rồi. Rồi cho ăn nè nè nè. Google này thì cho một sao cầm nha. Rồi ăn qua tiêu 10 sao qua đây. Tôi cảm thấy anh em tôi đang bị lấn áp. Tôi rất thương đồng đội tôi nhưng tôi đành phải theo anh đi bên đây thôi. Giờ dịch lại cho anh nghe không? Rồi hào ra sao coi, ăn cái vỏ nhất. Thật ra là đi 4 người nữa nha mọi người. Lên 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 đi luôn á. Được cả. Thôi chịu. Được. Được không được. Xài đồ một xài đồ 10 sao còn gái nữa. Lên. Vậy là đúng không? Rồi mấy cu ly một sao kẹo coi. Bắn quá kẹo luôn. Đây đây để em. Trời không nào hết luôn. Chúng nó vô mấy cục đá đó. Đừng có nặng quá. Hai một cho anh ba chiến ba người cái chút nữa anh sẽ đổ ma tiêu. Vậy hả? Nó vô mấy cục đá người lắm. Thôi lắm. Tin lại anh Lâm. Cho nhẹ hiền đi lên nè mấy bạn coi nè, chèo cái được nè. Không. Nè nhẹ nhàng tin cảm thôi nha. Thuyền trưởng Lâm đang đầu tàu. Có gì phát biểu không anh? Game dễ vãi bạn. Mình là có 30 năm đi biển rồi. Mình thường đọt kho báo quanh đi 3 lần. Thật sự là mình đã có một người thuyền trưởng chân chính rồi. Tiếp tiệm quanh bi thôi. Anh đã dùng người quanh phải em miếng. Anh trái miếng nào ơi, đủ rồi. Mình thấy hình như có gì đó sai sai á các bạn. Mình nhớ là mình 10 sao mà ta. Thôi được rồi. Những thứ gì bỏ lại thì mình sẽ tặng nha. Mình sẽ đi bơi bằng cái đồ 1 sao này. Thật ra hồi sáng tới giờ mình bị lắc thôi các bạn. Thật ra là mình 1 sao mà. Chiều. Chúng ta đang đánh vào đại khách dầm. Chạy ra trời. Đã ba kẹo mọi người ơi. Rồi, để trên phía trước rồi. Mà cái heo. Cái liên bao. Đúng rồi, qua phải không ơi. Qua phải, đúng rồi, đừng qua nói nha. Đúng rồi, cặp phải bờ nè. Qua số nghiệp này cá kìa. Đánh vô phải nè, đúng rồi, đánh vô phải. Ok anh. Đó, đừng có bắt cái nào nào. Cái nào anh đánh ngược lại cho cái đuôi. Quay lại, đúng rồi hả. Đã phải. Yeah. Đất đất liền. Tụi mình đã đến được vùng đất kỳ lạ. Ở đây không có kho báu nha mọi người. Kho báu anh lấy 3 lần rồi em. Nhưng mọi người có thấy hiếu điều gì không? Hiếu một sao rồi. Chúng ta đã hiếu một thuyền viên không sao. Hiếu một người tem vẫn chưa nát. Ôi Hào. Đi luôn Hào ơi. Đừng. Đừng dừng lại. Ơ quê kìa. Nó bị trôi các bạn ơi. Mình thôi kích luôn rồi. Nó mất tiêu rồi. Sao anh bỏ theo vậy? Anh đi luôn rồi! 100k like Hào đi luôn nha các bạn! 100k like kích Hào qua hỏi team 10 sao nha các bạn! Nó phản bội team 10 sao! Nó đi luôn rồi kìa! Thôi được rồi! Hỏi kích đây nó đi luôn rồi! Rồi mình mới tắm xong rồi nha các bạn! Đầy đủ từ A đến Z luôn à. Nhưng mình nhận ra là tóc mình còn hơi ướt á. Nên mình quyết định là cầm cái máy sấy vô sấy thử coi được không nha. Ý mình nói sấy thử coi được không nha. Tức là có nghĩa là không biết nó có điện không á. Rồi nè, này có ổ cắm nè. Đó. Rồi bật lên thử rồi. Wow. Oh my god. Đúng là 10 sao của tháng rồi các bạn. Bây giờ thì sấy tóc thôi. Ok, bây giờ ra bờ suối kiếm Hào sữa đi, đi ăn tối nha các bạn. Let's go. Buồn quá các bạn ơi. Oh my god. Rồi. Mấy cái thôi kìa. Tình hình là cái xe của mình bên đó bạn không có đàn. Nó tóc hôi à. Mà trời mưa nữa. Nên nước tấp tăng của mấy 10 sao nha. Ủa. Anh làm như ngang làm gì vậy Hào? Em nghĩ là hôm nay đi mệt quá chắc sang chấn tâm lý anh. Cổ hàng. Cổ gì chứ. Bây giờ còn dầm mưa đó. Nó đâu có hiểu mình đang làm gì đâu. Nó cười nè. Hôm nay tụi mình chơi cái bên đây nè bạn. Các bạn nhìn cho nè. Có cái phim to tự động nè. Ăn làm ăn. À để anh nè. Ở em mắt em nó kéo dài ra nè. Cái mũi này kéo một phút vậy anh thấy không? Em đứng dậy là nó theo cái bình thường. Ồ. Phim to tự động nha các bạn nè. Wow. Tôi đâu biết đâu, tụi mình làm hài các bạn. Tụi mình tự kỹ anh ơi. Với cái thời tiết mà mưa to như thế này các bạn. Nè, mình dỡ tủ lạnh ra.
đó, lấy hai lon đó, bò cụng, trâu cụng rồi còn gấu cụng nữa bạn. Wow. Bây giờ là hai anh em mình cụng nè. Oh. Đó. Khui anh cái tiếng này đã. Nè nè nè. Đó. Vô. Vô. Quá đã. Rồi tình hình là nó mưa từ 5 giờ chiều mà nó mưa tới bây giờ là 11 giờ tối á bạn. Nó không hết mưa luôn. Tụi mình tưởng là sẽ đốt đống lửa trại, bốn anh em tụi mình quay hoàng rồi một sao ăn ké 10 sao rồi các kiểu. Kết quả là đời không như là mơ, mưa tới giờ luôn bạn. Nên giờ quyết định là mưa kệ mưa vẫn ăn tối nha bạn. Vẫn nấu nướng như bình thường nha mọi người. Đúng rồi, vẫn nấu nướng được. Có mái che cũng biết 10 sao mà. Được thì mình đốt mái che luôn. Ok, vậy bây giờ là bên mình sẽ biểu diễn trước ha. Dạ. Dạ. À, hiểu rồi. Ờ. Trên con xe Mobi Home 1 sao của tụi mình á thì có những dụng cụ sẵn luôn các bạn. Đó là một cái bếp cồn, than. Có cái cồn ở bên trong nữa. Và một cái nồi cái nồi niêu để nấu lẩu. Và tối nay tụi mình quyết định là sẽ ăn lẩu. Bây giờ thì mình sẽ đem bộ dụng cụ này ra cho anh Lâm chế biến vì gia vị đồ nấu lẩu nữa cho mình để nấu lẩu bạn. Thôi mưa quá mưa rồi. Này đây. Đi thôi. Rồi tới anh Lâm ơi. Trời ơi bên mình xịn sò con bò với ta. Ủa cái này nắm cây sắt vậy hả? Vâng anh. À mình chơi bếp cồn mà mình lấy than làm cái gì ta? À chắc mình định đốt cái tấm bạc nữa. Hả? Quá trời. Nãy giờ nghe đốt tấm bạc quá chắc anh em mình phải cho hai anh em ra ngoài kia quá anh Thương. Chắc phải đuổi tiên một sao ra ăn ngoài mưa. Hay sáng giờ hơi khịa tiên một sao mình chắc phải cho ăn ngoài mưa quá. À, 100 cái like là mình sẽ tự lương hào. Thôi các bạn ơi, thôi ăn thoải mái trong đây đi. Nói chung cứ anh Lâm cứ trừ lương em thoải mái, đâu có lương đâu trời. Thoải mái luôn, kịa tiên một sao tới bến luôn. Này được, này được. Có hộp quạt luôn nha. Ủa ba biết đứa có hộp quạt không? Ủa con nè. Hình như bên mình không có hộp quạt. Tốt rồi. Bình tĩnh bình tĩnh. Tụi em không có gặt hộp quạt. Đúng. Chúng em phải hiểu diễn cho xem. Xem có biết không? Thấy có luôn không? Có biết từ á anh. Ồ. Ủa sao không tăng máy rồi ta? Đó. Hôm nay mình sẽ làm hóa trang thành đầu bếp một sao nha bạn. Hóa hang là xưa mình sẽ hóa trang. Rồi tiếp theo là mình sẽ đổ dầu vào chảo. Đó. Một sao đó vậy mấy em. Rồi anh thấy này có hành được cái kiểu rồi ta, hành tím. Đây. Cho anh hành tím nha. Hành tím hả? Hai ba củ hành tím mà chị trong mình đó, đó. Mình mua ngàn đúng không? Đúng rồi. Chạy nước đó anh ơi. Có anh ơi. Không có nước là xong 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 phim cái nồi lẩu này luôn đi. Rồi, cục đá này lụm dưới suối mình phải rửa sạch nên cái làm tôm hớt nha bạn. Quá trời. Đó. Cục đá này rất là tuyệt nha bạn. Cục đá đi suối còn nóng hổi luôn. Rồi. Có ngay một cái tấm hớt như một con dao. Trời ơi. Vì người ta nấu ăn này nấu ăn một sao quý ba không đâu sao mà hiểu được. Ở gì kìa? Thêm dầu, thêm dầu. Ủa, đổ đâu ta, đổ đâu ta. Đổ ăn rồi. Bóng đêm. À, mình làm món lẩu hột vịt lộn nha bạn. Đó, mình sẽ xào hành củ với lại hành lá cho nó hơn ra mùi thơm cái nha mấy bạn. Rồi, nước sôi nha mấy bạn. Nước sôi thì làm sao ta? Cho trứng vào. Đúng rồi. Trứng này thì trứng vịt lộn mà mình kêu cô lấy trứng nhỏ tức là nó chưa lộn lắm nhưng mà mình cứ đập đại cho chó lộn luôn. Wow. Ơi chưa cái đó mà con nó cái nhỏ hả? nó biết kêu luôn á. Sau khi đập 10 trứng vào thì bắt đầu mình đậy nắp lại cho nó sôi lên cái cho nó chín nha bạn. Mình niêm niếm và hưởng thức thôi. Game dễ vậy. Đây là món lần đầu mình ăn luôn á. Anh chưa ăn bao giờ. Hả? Đồ vậy mà anh đòi chế biến. Vậy mới đầu biết một sao được. Rồi, hạt niêm còn no. Ngon thừa thịt. Vừa thôi anh, nhiều dữ rồi. Cái đậu này đâu có phải đậu ngọt đâu, đâu quên người yêu cũ đâu sợ. Nó nhiều, nhiều xương quá. 10 điểm. Không. Bây giờ hai chừng được 20 điểm lần.
Ok em, bỏ mì vô quất em ơi. Mình bẻ ra ăn cho dễ không? Đó. Mình có trái cây đúng không? Có anh. Mình có nước ngọt nữa hả? Có luôn. Rồi. Rồi, cuối cùng. Rau găm. Găm. Lộn rồi có găm găm mấy bạn. Dạ trời. Ăn thôi. Ăn này là tối là sùng lắm. Trời ơi cái trời mà nó lạnh của cái La Ngâu này các bạn. Khuya lạnh lạnh nè. Quất mì. Cái đồi lẩu còn vịt lộn này. Tù học điểm. Ô, gấp được yên một trứng luôn. Ồ. Không biết có ai chung khoe với mình không, vịt lộn mình ăn được cái trồng đỏ các bạn. Có em chung khoe nè. Vậy hả? Cho miếng lá còn ngon. Nghĩ anh nghĩ anh nghĩ. Ăn được nha, ngon không tưởng luôn á. Vô. Mười sao sao hiểu được cảnh tượng này. Người ta gọi này biết là gì không các bạn? Nghèo mà vui. Dù có một lon nước ngọt nhưng mà ta vui. Còn hai này nè, thấy nó già không? Ta không có gì ăn, không có gì uống luôn ha. Xem mày, buồn kìa. Cười vô tri, những nụ cười vô tri nè. Ta san sẻ nha, có thấy châm chôm của anh em mà san sẻ không nè. Ép bằng một tay luôn nè. Wow. Còn có kỹ năng nữa. Hướng gì chịu nổi. Rồi ok, xong rồi đi ngủ ha. Có nào vô nãy giờ là mình thấy cái bên một sao khá là màu mè nữa các bạn, văng vỡ hoa lá hẹ cái kiểu. Còn bên 10 sao của tụi mình là nhanh gọn nha các bạn, cực kỳ đơn giản luôn. Nói chung cái mình đang ở cái bãi La Ngâu các bạn, đây là một cái bãi cắm trại dịch vụ á, nên mình chi nhẹ nhàng năm củ khoai lang. Order nguyên của heo rừng siêu to không lò nha các bạn. Wow, con heo rừng này hơi bị to luôn nha các bạn. Cái này là nướng luyện á, luyện hồi chiều tới giờ luyện 5 tiếng đồng hồ các bạn mới được như thế này nè, da giòn rụm luôn á. Bóc. Đó. Nói chung mà nếu mà ăn cái con heo này không mà không có đồ kèm mấy bạn, dễ bị gút lắm. Gút á. Nên bây giờ là wow, nói chung là 10 sao của tụi mình, ngoài là giàu có thì còn thông minh nữa nha bạn. Muốn một cái gì nhất là hảo vô lấy liền luôn á. Ủa cho mở vô mở tủ lạnh hả? Dạ. Wow. Sầm ban. Dạ. Dạ, nho không hạt. Hồi nãy bên kia lại vậy anh đầu bếp 1 sao hả? Yeah. Bên đây mình đầu bếp 10 sao đây nè. Ừ, cháy tốt, anh em né nha. Biểu diễn em. Chắc không giòn đâu. Coi giòn chưa anh? Trời ơi. Gụm luôn kìa, gụm luôn. Gụm. Không cần lòng tiếng nữa các bạn. Đây. Rọt. Đó. Béo thì buồn luôn. Nhức nách. Biểu diễn đi anh. Nãy là mời quá. Rồi bây giờ mình sẽ hù cái dạy sâm banh này nha các bạn. Sâm banh phiên bản ai cũng uống được. Không có còn nha. Vậy là phải nói chuyện với sâm banh cô cá bên đây rồi. Ai cũng uống được. Tổng lý là mình có nên qua bên đây không ba? À. Tốt, tốt anh quay về đó. Bên đó thiệt mình đây. Bên đó thiệt mình nhiều quá. Bên đây cục đá rồi. Cái phải cắt cái nồi lẩu này. Tất cả chỉ là đùa thôi. Vô. Oh my god. Hả? Đi vô sâu băng nha mấy bạn. Rồi, cho em uống trước luôn, nãy giờ chặt mệt. Đúng là người anh tốt. Đẹp quá. Wow. Trời nó bán kìa. Trời ơi, nước nho mà có nho đó nè anh. Đó, trời ơi, nước nho có nho. Dứt đi. Quất đen anh. Này nhờ em. Trời ơi ngon vậy mà chê. Thì thằng bé nó một sao quá nhiều rồi. Nó hôm nay nó lên được 10 sao cũng như là điên loạn vậy á. Không hiểu kiểu gì đâu. Này mới là tặng thưởng 10 sao mấy bạn, nó tặng thưởng hơn mình nữa. Tuyệt vời. Nói chung là cái buổi tối của team 10 sao của tụi mình cực kỳ đơn giản các bạn. Con heo, rồi rượu nho, rồi đầu trái cây, rồi các kiểu. Ăn thoải mái, uống trà thanh đạm cơ thể nữa, không sợ gì á. Hồi nãy là mình nó không cần màu mè các bạn, nhưng mà sau khi mình coi hào sữa thì mình rút lại câu nói nha. Màu quá. Nhìn tụi nó ăn bậy hậy dưa trái quá các bạn ơi, 10 sao thì không biết tọc hết nè, nhìn nè. Vô.
Bơ phẹt. Good job. Đang chín. Ở bánh bơ phẹt tới lượt bên mình cái lại lại lần thôi. Nè. Tốt rồi. Tốt rồi. Rồi sau khi ăn xong thì đi ngủ bạn ơi, gần 12 giờ rồi. Không, mình chỉ lên đây mình review thôi chứ mình không có đam mê ngủ chỗ này đâu. Hả? Chỗ ngủ hiện đại quá à. Máy lạnh này xài được không? Được chứ anh. Đèn hắt dưới. Máy bơm. Nhớ này rồi. Đó, ai quy hết. Nè bếp nè. 25 độ C. Âm thanh của 10 sao đây đó, guy. Ghê vậy. Âm thanh của 10 sao á. Ở đây tính linh lạnh không chết luôn, bật máy lạnh nữa. Cái đất mền nữa. Trải nghiệm con giấy 10 sao rồi. Có vệ sinh nữa hả anh? Có gì chút tối anh mất ỉa anh qua đây anh mở con cửa mấy đứa mở cửa anh vô anh thử nha. Giống hỏi. Ngon, cái vệ sinh ngon rồi. Anh tài xế tối nhớ khóa cửa kỹ giùm em nha. Ok. Rồi, tiếp theo là xe của mình với An nha bạn. Xe mình thì phía bên kia bạn thấy có cái chỗ trống không? Cái đó gọi là cửa sổ trời. Ngủ cho mát các bạn. Rồi. Trời ở chỗ ngủ rồi đó, hiện đại kìa. Nghe được tiếng dế rác 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 rác. Nó kêu cả đêm luôn. Rồi, cái đám anh quay xong thì ra đóng vào bị cửa luôn nha. Ok, chúc mọi người cũng rất là êm ái các bạn ơi. Oh my god. Mấy buổi sáng đâu hiểu được cảm giác này đâu. Rồi, tài sáng các bạn ơi. Tối qua ngủ xe này cực phơi luôn. Nó cứ lạnh lạnh đắp thêm cái mền nó đúng chiêu luôn các bạn. Đặc biệt có thêm bé ăn nữa. Nằm cứ đưa cái đít qua đây. Cô gã không em? Dạ đã luôn. Anh còn gà em làm vậy nè. Nó cứ kiểu như nó khở mạnh chứ không phải là ngái các bạn. Mà nghe cũng lô phi chiêu lắm các bạn. Vậy hôm qua em dắt anh đi chơi đúng không anh? Nó lâu lâu cái mà kiểu như em hở mạnh hay sao, chắc là tại do ngủ sướng quá em. Dạ đúng rồi. Chiêu quá anh không cảm nha. Bây giờ mình qua mình coi mấy hàng 10 sao rồi okay. Chắc là nó ngủ cực lắm các bạn. Mà nó có máy lạnh mà ngủ lạnh lắm. Xe này như xe mình em bị cách xài hết luôn. Hello. Rồi đèn đó ta. Hello. Hai bé này ngủ là bị ngon dữ à. Ủa chứ dầu ăn đâu có tiêu ta. Heo luôn rồi. Có phải lạnh nữa đã dữ à. Ngủ đâu ngon nữa mày, hồi đi. Buổi sáng các bạn hiểu rồi đúng không? Phải sử dụng cái bồn rửa mặt di động để rửa mặt. Em bồn di động này phải một thằng cầm một thằng rửa mới được anh ơi. Phải hợp tác mới được. Nước đúng rồi. Bồn này là mình xài cảm ứng tắt. Thấy chưa? Cỡ mà giọng nói luôn chứ phải cảm ứng bình thường nữa bạn. Đi trước mở hả? Tắt. Trời ghê chưa. Rồi tiếp theo là cảm ứng cho mình ăn nè. Ngon. Ê, mở. Đúng rồi. Cái lệnh đâu cái kiểu chứ. Tắt. Mở. Ủa tắt. Mở. Nghe bắt đầu mệt rồi đó. Đúng lắm, đúng lắm. Đúng lắm rồi. Đúng là máy cảm biến. Thì có hơi cồng kềnh. Rồi chưa đâu, mình cô sao trời còn có khả năng nè, đóng tự động nè. Đóng. Thấy chưa? Tuyệt vời. Rồi bây giờ lấy cho anh cái món bánh ú Whip Stop. Đúng rồi, bánh ú Whip Stop. Để mình biểu diễn đầu bếp một sao các bạn. Hôm nay là mình được vinh danh làm đầu bếp một sao. Mấy tháng trước là anh chỉ là đầu bếp không sao, hôm nay là được lên cương vị mới rồi. Dạ. Không còn như xưa rồi. Dạ. Em phải cố gắng theo anh nha. Một sao em đứng lên hai sao. Đúng rồi. Món này gọi là bánh Ush. Đừng có đọc ú nha, ú nữa nó không có sang đâu bạn. Em đọc tiếng chút em tự cắn lưỡi em luôn. Bánh Ushi. Sao thấy độ nhớt của nó cao quá vậy ăn. Cái của em có đâu.
Sao cá anh cái độ nhớt dữ hả? Cái độ nhớt mà cái dây này nè. Cái của anh nó bắt đầu nó lên man rồi đó. Phải bánh uống quýt tóc nó vậy lên man. Cái kinh nghiệm bánh uống 30 năm của mình là cái dây này mình kéo cái dây này nó càng nhớt càng dài đó bạn, là tỷ lệ mà nó đã lên men rồi ăn bị xỉn á. Tại cơ địa nó chưa. Đôi khi có thể ăn vào chúng ta sẽ được tiêu hóa nhanh hơn nữa. Quay một kề hơn. Đúng rồi, nó đó lên men rồi. Ngon á anh. Mình có gì hai phế không? Không. Không có sự lựa chọn thứ hai. Không được rồi, cái này ăn là bệnh luôn đó nè. Nhìn nè, nó hột nấm mình nè. Đây anh, còn một sự hay hới khác nè. Hột nấm trắng rồi, không được. Mình ăn bánh ú 30 năm mình biết. Bữa hình lúc mình có một lần mình ăn bánh ú mà nó có đớm các bạn. Ăn vô ỉa 3 ngày 3 đêm luôn, ghê lắm. Không được. Còn em không có nấm trắng hả? Không. Em được nè, em có đâu có độ nhớt đâu. Anh biết mà, bánh ú mà mình kéo ra thấy có độ nhớt là biết nè. Thôi mình thì chia sẻ. Thôi anh em mình chia sọt ghẻ bùi đi ha. Mời anh ăn trước. Review. Rất ok đó bạn. Ừ. Nó lạc y như cách mà em vô một sao vậy. Nó còn hô hao nữa. Nhưng mà rất là ngon nha. Biết thì tập chi. Mở. Ồ. Thật là ảo ma. Kennedy. Nói chung là một sao Moby Home tụi mình khá là hiện đại các bạn. Cái gì cũng có hết. Nồi niêu son chảo bếp, còn phải hay có dụng cụ rửa sửa xe nữa nè ha. Ống bơm khùng đá không có đá nữa. Rất là bơm phạt luôn các bạn. Ok, bạn đã thích video thì các bạn like mạnh tay các bạn. Kèo vô like tụi mình thì cố gắng làm thêm nhiều video nữa nha. Để lần sau mình với anh Đâm vô 10 sao. Đúng rồi, lần sau là mình sẽ 10 sao. Biết sao tại sao là mình 1 sao không? Vô mình vừa thằng Hào nó quay á. Nó quay 10 sao mình đâu cần quay đâu. Thế là anh đâu có sử dụng được cái may mắn gì đâu. Đây là anh phải quay không cho nó quay thôi. Đúng rồi, lần sau là mình sẽ cho thằng Hương với Hào quay trước. Dạ, anh Đâm quay trước vào 1 sao. Dạ. Rồi mình dậy các bạn. Tối qua ngủ ngon quá. Để mình nói nhỏ nhỏ cho anh Thương anh ngủ các bạn. Mình đầu bếp 10 sao thì các bạn biết rồi. Lại phải biểu diễn cho anh trai của mình ăn các bạn. Ngon mát kìa. Lấy đồ ăn ra biểu diễn các bạn. Đây. Sandwich. Đây. Trứng. Giờ thì mình xin phép được biểu diễn món sandwich. Thấy bà các bạn ơi. Lâu quá mới lên được cương vị 10 sao quên mua đồ ăn nữa các bạn ơi. Khoan rồi. Giờ quên mua đồ ăn rồi sao chiên trứng đây ta. Ok không sao các bạn, mình sẽ cho anh Thương ăn món bánh mì sandwich 5 tầng nha các bạn. Đây sandwich nha các bạn. Mình bỏ chả lụa lên nè các bạn ơi. Rồi, gạt sốt mayonnaise vô. Rồi, bỏ thêm bắp cải vô nha các bạn. Rồi, đậy lại. Đó, quá hấp dẫn. What the hell? Thương ơi. Thương. Cái gì vậy? Dạ, anh rửa mặt đi. Rửa mặt nè. Rồi, ai da, em thì anh biết rồi. Mà anh ăn món bánh mì sandwich 5 tầng. Hấp dẫn lắm á, có chả lụa đồ mayonnaise đó không? 5 tầng thì muốn lát hả? Anh cứ dứt đi, rồi. 5 tầng mà, mới vậy anh ăn đi, đâu quất đi anh. 10 sao hả? Đúng rồi. Em biểu diễn mà. Yêu không? Anh thấy chả lụa nó béo béo không? Vào sốt trước mayonnaise. Hổ sao, hế mới nghèo. Thôi nó cù bắp chứ à. Em mà cương vị mới 10 sao à, đây. Đó. Thấy không? Phục vụ tận tình. Nè ok á. Ok. Một buổi sáng thật là tuyệt vời. Giờ mình sẽ tiếp tục làm món bánh mì 5 tầng cho mình tiếp nha các bạn. Bây giờ thì video kết thúc ở đây nha. Anh em nhớ like mạnh tay để có những cái video mới nha các bạn. Chúc các bạn một ngày vui.